Vì chê tao nghèo, đi chơi với thằng khác rồi. Nghèo là cái tội hả? Tao sẽ mua lại mấy bài rap của mày. Hoặc là mày sẽ làm theo đơn, theo yêu cầu của tao đặt. Đóng não lên. Tao thấy á, cái độ mặt dày của mày á, làm cho cái mặt đường này cũng phải ngưỡng mộ. Nếu cậu cảm thấy mình chịu không được thì nghỉ đi. Đâu có ai ép cậu làm đâu. Trừ những chi phí liên quan đến sinh hoạt của con, còn bao nhiêu mày sẽ cắt hết. Alo, cái gì á? Xin lỗi em, anh phải về gấp. Gia đình có chuyện rồi. Bố ơi, tha lỗi cho con nhé. Tin là không hiểu. Tao thua mày đau rồi chứ. Mày không tin chứ tao hoàng là biết trước luôn rồi đó. Mày cái này mày nhảy hay lắm, chứ rap như bò rống vậy. Mày hay, mày cũng như tao vậy, cũng thua vậy. Nói chung là team BCS tụi mình bây giờ chỉ còn hoàng là coi được thôi. Chứ gì nữa, đánh team mà ông vua trở lại phải khác chứ đúng không? Cái gì mà vua, tao chỉ cố gắng hết sức thôi, đừng nói vậy. Thiệp tốn. Thiệp tốn vậy. Không xin lỗi cho Hoa. Bao đam mê còn cao khát, đưa cái mai để tao rap. Mày muốn cho tao chìm sâu nhưng mà còn lâu lắm. Tao mang âm nhạc phương Tây, sau bao nhiêu lần thử thách, thời gian để tao vùng lên, không thể thua được trong cuộc chơi. Và giờ nhịp flow cho những người trong tao, càng nhìn tao thì tao càng không sao. Bằng niềm tin để nuôi được đam mê, mặc kệ ngoài kia là bao người cười chê. Chân vừa cứ bước không ngừng, vẫn qua phía trước lây lừng. Khi ngọn lửa được thổi đến cay đắng, tao đổi cũng là lúc cái xứng đáng lên ngôi. Này mà, ăn xíu đi, cho lại sức. Ráng ăn đi mẹ, mới có sức được chứ. Mẹ mệt lắm. Bác sĩ nói là mẹ bị bệnh thiếu máu não gì đó. Do cứ ngồi mai nè. Con nói mẹ rồi, mẹ không nghe. Tí con đem hết đồ đi trả người ta. Không có mai mai gì nữa. Không có được. Toàn là người quen không à. Trả lại sao được con. Để mẹ làm, nha, đừng có trả. Mẹ nè, con thấy con Yến nó đúng á. Bây giờ mẹ coi nè, mẹ mệt đến nỗi đi còn không nổi nữa, sao mà làm? Người ta biết mẹ bị bệnh vậy, không có ai trách mẹ hết. Nhưng mẹ nói không có được, vì mẹ lấy tiền trước của người ta hết rồi. Vừa rồi á, không có tiền đóng tiền nhà, rồi thêm tiền học nữa, bây giờ thêm tiền thuốc nữa. Mẹ không làm, lấy tiền đâu mà chi. Mẹ nè, mẹ quên là mẹ có một thằng con trai hả? Mẹ nuôi con khôn lớn như vậy, con nghĩ là đã đến lúc con phải lo cho cái gia đình này rồi. Con phải có trách nhiệm lo cho mẹ, lo cho con Yến nữa. Cho được đồng nào mà lo. Em bớt nói lại đi. Mẹ nè, con có chuyện muốn khoe với mẹ. Đó là con vừa được thăng chức, bây giờ con là trưởng nhóm trong tiệm luôn. Thì sắp tới lương của con sẽ nhiều hơn. Thiệt không con? Rồi cái việc học thì sao? Dạ, việc học dễ mà mẹ. Con sẽ cố gắng để cân bằng nó. Mẹ yên tâm đi, không phải lo gì hết. Sắp tới lương con có nhiều tiền thì con đủ tiền để lo cho mẹ nè. Lo cho nguyên cái gia đình này luôn. Mẹ không cần phải lo gì hết, mẹ chỉ yên tâm nghỉ ngơi thôi. Mẹ ơi, con có hẹn á. Con ra ngoài với bạn tí xíu nha. Mày, mẹ đang như vậy. Con đi đi. Mà về sớm sớm nha con. Dạ con biết rồi. Con nè, mẹ xin lỗi con. Để cho con gánh vác sớm, mẹ cũng khó chịu lắm. Mẹ nè, không có được nói như vậy. Con là con trai trong nhà, trách nhiệm này con phải gánh vác. Chứ lại sớm gì nữa đâu mẹ ơi, con cũng 22 tuổi rồi, trưởng thành rồi.
không có nghĩ nhiều nữa. Bây giờ nhiệm vụ của mẹ là ăn hết tô cháo này, xong rồi lấy lại sức, rồi đi nghỉ ngơi hả mẹ ha. Con nghĩ là đã đến lúc con phải lo cho cái gia đình này rồi. Sao? Hẹn tao ra đây làm gì? À, tao có chuyện định. Ê, mày làm gì mày ngồi cười tủm tỉm vậy mày? Kệ tao, chuyện vui của tao. Nhắn tin mà ngồi cười kiểu này, nhắn tin với Ivy nữa đúng không? Tao không hiểu sao đối xử mày vậy mà mày cứ theo nó hoài. Đối xử như vậy là như nào? Tao cấm mày nói xấu Ivy nhá. Này, đang nhắn tin hỏi thăm tao đây này. Cái gì? Anh đang ở đâu vậy? Thấy chưa? Khi nào anh qua em? Tiền hôm trước em nói anh chừng nào có. Đó, nó hỏi thăm mày á, hay là nó hỏi thăm tiền của mày? Nó mượn mày nhiêu? Thì ba, mỗi 10 triệu thôi. Cái gì? 10 triệu? 10 triệu đâu ra cho nó mượn? Rồi mày đi ăn cướp hả? Thôi bây giờ tao sẽ cố gắng, tao bươn trải, tao đi làm này làm kia nè, tao đi diễn, tao đi nhảy, tao đi rap, nói chung tao sẽ làm tất cả mọi thứ. Mà buồn cười nhở, tiền của tao giờ tao dùng như nào, chuyện của tao chứ. Thì tiền của mày ai nói gì đâu, nhưng mà vấn đề á, tại sao nó mượn tiền mày? Mẹ của Vi bị bệnh nguy cấp lắm, bác sĩ bảo phải có tiền chạy chữa gấp. Bây giờ thấy người chết không cứu đâu được, mà lại là mẹ của Vi nữa. Tao phải giúp Vi. Mày có chắc không vậy? Có chắc là lấy tiền đưa cho mẹ nó không? Tao thấy tối ngày đi chơi, xong rồi mua mấy cái đồ sang trọng, nó mà không có tiền tao mới lạ. Vi không có tiền thật, khó khăn thật. Cô ấy hào nhoáng ở bên ngoài là để đánh lừa mọi người thôi. Đúng là cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ thật đấy. Khâm phục. Kệ nó đi. Hiểu nè, tao định... Hoàng, Hiếu, tao chưa gom đủ tiền nữa, giúp tao đi, cho tay vay 10 triệu, 10 triệu thôi mà. Hiếu, nói thiệt là tao muốn giúp mày lắm, nhưng mà từ cái đợt tao bị chơi thuốc trong trường tới giờ, mẹ tao cắt hết lương rồi. Mày chơi đồ trong trường? Mày bị điên hả, đụng vô mấy cái đó? Mày bị gì vậy? Tao nói là tao bị chơi thuốc, là tao bị gài đó. Ừ, làm sao? Tao lỡ hứa với Vi rồi. Ê vô, cho ly cà phê sữa bro. Dạ. Quân, hai ly cà phê bằng số 7 kìa. Ok. Hey, Harut. Ôi, đúng là mày rồi homie. APK. Ừ, trời lâu quá không gặp. Ủa, giờ mày đang làm ở đây hả? Rồi sao mấy năm nay tự nhiên mất tích luôn, không ra nhạc rồi người ta quên mày sao ba? Thôi mày ơi, lo cơm áo gạo tiền, thời gian đâu làm nhạc. Thôi mày nói gì vậy? Một thằng có tài năng như mày tại sao không biết dùng rap đi kiếm tiền? Ngày xưa tao thua mày mà, bây giờ đêm nào cũng đi bar thấy không? Đi bar diễn cái kia kiếm đồng ra đồng vô. Với lại ngoài cái chuyện làm lụng ra, tôi nói mày nghe, phải biết đầu tư. Ê, thấy không? Apri Mitano, mỗi lần mà tôi đi rap về dư đồng nào á là tôi đầu tư lên đây, đầu tư vô cái crypto để đó mình xin lợi nhuận. Cái điều Metano là tôi biết rồi, thằng Hiếu bạn tao nó cũng có nói hoài mà tao chưa có đụng vô. Rồi bạn làm liền đi, biết sao không, đây là cái sàn mà gọi là cái sàn số 1 Việt Nam nè, vừa tiện lợi vừa an toàn uy tín nữa. Ừ, thôi để tao về coi sao giờ đang làm mày. Ê, sắp tới có cuộc thi hơi bị ngon luôn. Cỡ trình độ như mày á, vô nè, ráp ráp về cầu lấy mấy chục triệu về làm nhạc, với đầu tư cũng thoải mái nữa, hiểu không? Ừ, để tao coi sao. Tôi tin bạn. Nhớ nha, hổng nhạc của rột lâu lắm rồi đó.
Anh, em gửi nước. Ok, ok. Cảm ơn nha. Dạ. Hôm ý gặp bơ rồi mày. Khùng quá, đừng nghe nó vậy. Bạn học cũ tao thôi. Không. Cho anh. Cả tối ngày qua ai với ai trực? Dạ, em với Hoàng. Ra ngoài. Hoàng, tối ngày hôm qua cầu kết ca, tại sao làm mất 2 triệu? Ủa, là sao anh Hưng? Sao mất được? Hôm qua trước khi về em kiểm tra rồi mà. Mà không những mình em kiểm tra đâu, Quân còn kiểm tra mà. Hôm qua cậu có kiểm lại không Quân? Ừ, dạ không, em không có kiểm tiền anh. Em kiểm hàng ở trong kho. Nói gì Quân, hôm qua trước khi về mày nói với tao là mày sẽ kiểm tra lại mà. Tao đâu có biết gì đâu, tao không có kiểm tiền. Ca thì chỉ có 2 người. Cậu không lấy, thằng Quân không lấy. Không lẽ tôi lấy? Quân, mày nói cái gì đi. Hoàng, đợt mày nói với tao mẹ mày bệnh, cần tiền để chữa cho mẹ mày. Có gì thì nói anh em trong quán sẵn sàng hỗ trợ mày. Đừng làm vậy, ảnh hưởng đến nhiều người lắm. Nè, mày biết mày đang nói gì không vậy? Cái thằng nhóc này. Anh Hưng, anh làm ơn kiểm tra lại đi. Em thề với anh là em không có lấy cái số tiền đó. Với lại mẹ em đang cần tiền chạy chữa. Anh đừng có đuổi em. Kệ mẹ mày chứ. Bản thân tao mà có trách nhiệm để lo cho mẹ mày hả? Có trách á thì đừng trách với bản thân của mình đi. Rapper hết thời, cho mày công việc ổn định mà không biết trân quý, còn vô đây giở cái trò mất dạy nữa hả? Sao? Mẹ của mày á không có biết dạy mày hả? Để cho mày ra đường giở cái trò ăn cắp. Cút ra khỏi quán tao ngay. Mất dạy. Anh nói gì vậy? Biến. Anh làm vậy là sai rồi đúng không? Thằng cha quản lý nó đáng bị vậy mà. Em thấy anh có tài, sao không dùng tài năng của mình để kiếm tiền? Làm việc ở mấy chỗ bất công như vậy đâu có đáng đâu. Anh đừng có ép bản thân mình quá. Làm việc bản thân thấy thích thì mới phát triển tốt được chứ, đúng không? Thôi, đừng có ổ rũ nữa. Em có cái này tặng cho anh nè. Nhắm mắt lại đi. Sao lại nhắm mắt? Anh có phải con nít đâu. Thì cứ nhắm mắt đi. Mở mắt ra đi. Em thấy nó hợp với khí chất của anh cho nên mới mua, nhưng mà chưa có dịp tặng. Còn nhìn gì nữa, đưa tay đây. Đưa đây. Em thấy mấy anh chơi hip hop hay đeo mấy cái vòng chất chất vậy lắm nè. Cảm ơn em nha. Em nghe thử nhạc của anh rồi. Chất thiệt á. Cái gì? Sao tự nhiên đi nghe nhạc của anh? Thì hay thì nghe thôi. Em nghe hết luôn. Trời ơi. Em làm anh ngại thiệt á. Ngại gì mà ngại. Hay thì người ta nghe thôi. Cứ buồn hoài. Em còn một món quà tặng cho anh nè. Mỗi khi tâm trạng buồn á là âm nhạc là liều thuốc tốt nhất.
Em hát cho anh nghe nha. Để em tiếp. Từ bé đến lớn chẳng biết yêu là gì, quần áo cũng chỉ như thế chẳng cầu kỳ. Ngày mới cũng chỉ đi học rồi về nhà, phải nghe những tiếng cãi vã của mẹ và cha. Ngày cứ như thế buồn tẻ trôi qua mỗi ngày, chẳng khi nào đến ra chơi mà lại chơi với ai. Vì tim hình như đã mất cảm giác tình người, cũng chẳng có muốn được yêu rồi lại được thân thương với ai. Nhưng mà tự dưng một ngày ánh nắng xuyên qua mái tóc anh lấp lánh như sao trời, tự dưng lại có một người với gương mặt xinh ấm áp như nắng ngời, lại đèn nắm lấy đôi tay nhỏ bé bối rối khẽ khẽ như là một chú cá vàng mặt cạn nơi đã được bơi trong hồ trong. Ngày thì cười nói vu vơ đêm đen chẳng còn than khóc buồn đau, trời chẳng cứ thế thành nhau canh gác cho niềm vui của một người. Giờ thích cả chiếc ghế đá con cá, thích cả tán cây trong sân, giờ tim lại mong được một lần cảm giác được yêu. Yes or no? Thằng có tài năng như mày tại sao không biết dùng rap để kiếm tiền? Làm gì bản thân thấy thích thì mới phát triển tốt được chứ, đúng không? Yes or no? Yes or no? Em nghe anh. Dạ em đâu có trốn đâu anh. Em nhận lương em trả anh liền. Dạ. Dạ vâng anh. Anh, cái túi Chanel này bữa em gửi anh mua cho em cho. Trời ơi, bạn em có hết trơn rồi á. Ủa, chứ không phải là anh nghe nói là có thằng Hảo gì đó, lúc nào nó cũng cúng tiền cho em hả? Bộ mình anh chu cấp cho em chưa đủ hay sao? Trời ơi, anh nói gì vậy? Em với ảnh có gì đâu. Thật ra là ảnh cứ hay tới thăm em, xong rồi ảnh cứ đưa tiền cho em, ép em xài, em từ chối hoài không được, cho nên em đành phải nhận thôi, chứ em cũng đâu có muốn. Đúng là cái thằng ngu, lấy tiền cho gái mà còn không được sơ muối cái gì hết. Viết như anh á thì muốn gì em cũng chiều hết, chứ cái thứ hạ đẳng như nó còn lâu mới đụng như mùi em được. Vậy thì làm cho anh cảm thấy hài lòng đi, thì 10 cái giỏ Chanel anh cũng tặng cho em được. Ok cưng. Ta mới cao say được ngồi bốn chỗ trong đời ta. Giờ đã đến lúc ta phải nhận ra mọi sự cố gắng gì phải nâng ba. Từ trước tới giờ chỉ có 1/3, 1 phút 30 giây để vào bản thân ta. Nè, anh em muốn nữa hả? Nhiều. Xui quá mày. Có mua vịt lộn không? Ở vịt lộn à, anh nói tao có mua mà. Xui, ăn một vịt lộn nó mới đỡ xui. Đây nè. Ba. Cái gì nữa? Đâu? Đây lại có một trứng. Ba thằng ăn đó. Quá ăn băng đắt quá là còn con trứng à. Anh em chia nhau ăn đỡ đi. Xui mày đi nhậu mà xui. Xui cũng chia xui nữa là sao? Bây giờ tao tính vậy nè. Ba anh em mày ở đây. Ừ. Kể con nào xui nhất đó ăn. Chắc chưa? Vậy là tao sẽ là cái thằng ăn cái trứng này. Tại vì tao bị thằng quản lý với một thằng bạn đồng nghiệp thân với tao, mà hai người thông đồng giả quả cho tao là ăn cắp tiền, đuổi việc tao
rồi còn trừ hết lương của tao luôn. Mày còn lo cho mẹ với em mày nữa mà. Khốn nạn thật chứ, bọn chó chết này. Thì là tao phải ăn cái trứng này. Đây. Tao không xui bộ. Có thằng nào mà làm con người mà sống như robot chúng tao không? Tao nói thiệt, nhà tao bự đó, mà tao sống trong nhà giống như là tao ở tù nhá. Lúc nào mẹ tao cũng muốn tao theo cái định hướng của gia đình. Đâu ai biết tao thích cái gì đâu. Rồi đi vô trường, bị bạn bè chơi thuốc, mặt mũi không dám ngước lên nhìn trời nữa. Có nào xui bằng tao không? Nhiều khi tao tự hỏi nha, không biết mày có phải là con ruột của mẹ mày không? Không biết phải không chứ bà đẻ là tao đó. Thời nào rồi còn ba mẹ đặt đâu ngồi đấy. Mày sao? Thấy uống hơi nhiều nha. Còn không có gì xui tao ăn. Chỉnh mắt tao nha. Tao thấy Vi và thằng đó, hai người quấn quýt về bạn nhau trước mặt tao mày. Bao nhiêu tiền của công sức của tao mà nó còn chửi tao nữa mày. Nó kêu tao là hạ đẳng, nó kêu tao là thằng ngu. Thế khác gì kêu tao là chó không? Làm bao nhiêu thứ bậy bạ để có cái tiền đó đưa cho nó mà nó có coi tao là gì không? Anh em đã nhắc mày rồi mà, con nhỏ đó nó ghê lắm, nó nham hiểm lắm, là tại mày không đề phòng nó. Ngay từ đầu tao với ông Hoàng cũng đã nói rồi, nó không có được đâu. Mày có nghe đâu hả? Tao thấy mày xui nhất rồi đó, ăn đi. Mà tao tức tao không ăn được luôn đi. Tao thấy á, BCS một thời đi tới đâu ta nể tới đó, bây giờ lại nằm ở tận cùng ở dưới đáy của xã hội là sao? Tại sao? Tụi mình làm gì đến tội tình này tôi? Nghiệp quật đấy. Trêu đùa với trái tim các em gái nhiều mà, giờ các em gái trêu đùa lại trái tim tao. Tao nghĩ ba thằng mình ra nông nỗi này là tại vì mình cứ nhẫn nhịn người khác. Đúng. Không dám lên tiếng. Đúng. Tụi bay nghĩ có bao lâu rồi mình không dám lên tiếng cho bản thân của mình? Đúng. Vậy vậy, hôm nay tao muốn nổi loạn. Ta vẫn bước, đều bước, đằng trước là những đúng. Từng vết chạy sức có được chỉ làm cho đôi chân này thêm. Cho gì để có được đâu. Hả? Đúng không? Tao không muốn nổi loạn. Hôm nay BCS điên cuồng của ngày xưa sẽ nổi loạn. Chơi. Rồi. Chơi. Cho chúng nó biết. Xoay quần. Và ta sống bây giờ là trong bản thân ta, cũng biết không cãi hoài mà ta sẽ ngân nga. Nhiệt huyết cháy bỏng ta cơ sâu nhân ra. Chẳng còn điều. Đã nói rồi, chút nữa đi. Đang ấy mà giờ này còn sớm mà về cái gì? Người đâu có được mấy khi mình vui cười trong một giấc mơ, tìm đâu để ra được lối thoát. Chỉ muốn tung đôi cánh bay ở trên trời cao, còn biết bao là muôn vì sao kia lấp lánh. Hòa mình cùng vào làn gió miên man, đừng về bên chung phố lối. Tao biết thế này. Mình rất ngang. Cái thằng mà chửi tao là chó đó. Nó đi xe này. Xe của nó. Xe nó mà. Chó đó hả? Nó chửi tao là chó. Mày chó thì làm sao chúng mày? Đúng. Sao nữa? Đại bậy. Đại bậy. Tao à. Tao. Dạ. Sao tao không đã nhở? Tiêu cái gì ấy? Ủa cái gì nữa?
chó nó còn phải làm như này à? Sao lại mày sao? Ê, được rồi, hay cười quá mày ơi. Tao để tao ỉa lên xe nó ra. Ghét tức. Chạy đường, chạy đường, chạy đường. Trời. Trời ơi, cái gì khai trời. Mày cho đây vậy. Mày ráng đi, như kim chích vậy mày thả lỏng ra coi mày làm gì vậy. Thả lỏng đau lắm. Lưng rồi thôi. Thả lỏng ra, thả lỏng ra. Được chưa Hảo? Được rồi, được rồi, được rồi nha. Chơi nha. Chơi chưa? Mày xanh chưa? Thả lỏng ra. Thả rồi. Dứt nha. Yên nha. Đâu? Mày ngồi im xem nào. Lạc méo nè. Tao xăm vào mặt mày bây giờ. Đau Hảo ơi, đau, đau. Đau sao? Hả? 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 Ủa? Mày định xăm gì nhỉ? Tao xăm tên Hiếu. Ủa? Tao xăm tên tao rồi. Chết tao rồi Hảo ơi. Chưa lấy đây. Để tao xử lý cho. Hắn xong sửa lại cho nó đi. Đau, đau, đau. Rồi nha. À. Được rồi. À, xử lý sao hay vậy? Thì tao gạch chéo. Mày đi rồi Hảo. Chứ mày không thích tên tao mà. Xong lại tên mày nhá. Ừ. Mà bên này tè le mất rồi. Thôi đổi bên. Đau, đau. Đau không ơi? Đau, 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 nghỉ xíu được không? Ừ, im rồi, im. À! Ủa? Con Yến đâu mà để mẹ làm mình vậy? Hôm nay em nó xin đi chơi. Bữa nay nó đi chơi cái tiệc này lớn lắm á. Nó sửa sàn cả buổi chiều luôn á con. Mẹ, mẹ cứ như vậy hoài đi, chiều nó có ngày nó hư á. Thôi mệt mỏi nghỉ ngơi để con làm cho. Thôi để cho mẹ. Mẹ ơi, con đi xíu nha. Con đi đâu vậy con Quán? Bố nói hay lắm đấy. Bố thì sao? Bố mà lo được ấy thì mẹ tôi đâu có bỏ đi. Mọi người làm vậy thấy vô lý không? Anh có thấy anh với mẹ vô lý không? Vì mấy cái đống vàng cụ dớ dẫn này mày dám lớn tiếng với tao hả? Anh ơi, cho em một chiếc xe cấp cứu. Dạ, em của em bị ngất xỉu anh. Đời đâu có được mấy khi mình vui cười trong một giấc mơ, tìm đâu để ra được lối thoát. No 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 no. Chỉ muốn tung đôi cánh bay ở trên trời cao còn biết bao.